Trong số 100 người hiến máu tiêu biểu, có 20 đại biểu nữ, 16 đại biểu thuộc khối giáo dục, 8 đại biểu là nhân viên y tế, 7 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang và 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Tổng số đại biểu được vinh danh đều có số lần hiến máu, hiến tiểu cầu từ 19 đến 100 lần, với gần 4.500 đơn vị. Những người hiến máu tình nguyện trong cả nước đã âm thầm bền bỉ hiến tặng hàng ngàn đơn vị máu để hàng ngàn người vượt qua cơn nguy kịch, giành giật lại cuộc sống. Đó là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân, tương ái, sẻ chia của dân tộc Việt Nam trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Sau 15 năm hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức, đã có 15.000 lượt đại biểu được biểu dương. Ghi nhận những đóng góp của 100 tình nguyện viên hiến máu toàn quốc năm nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định đây chính là những hạt nhân nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần chia sẻ yêu thương để công tác hiến máu tình nguyện sẽ trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ